Nguồn tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre cho biết, trong 12 giờ qua, từ 18 giờ ngày 2 tháng 11 đến 6 giờ sáng nay ngày 3 tháng 11 năm 2021, tỉnh Bến Tre ghi nhận thêm 45 ca dương tính mới, 35 ca được phát hiện ngoài cộng đồng, trong đó có 6 ca là người về từ ngoài tỉnh. Cụ thể, huyện Mỏ Cày Bắc 1 ca, ca nhiễm cư trú tại xã Hưng Khánh Trung A, huyện Dòng Trơm 1 ca, ca nhiễm cư trú tại xã Mỹ Thạnh. Hai ca mắc mới của huyện Dòng Trơm và huyện Mỏ Cày Bắc đều là người về từ vùng dịch, phát hiện dương tính qua xét nghiệm tầm soát. Thành phố Bến Tre 5 ca, cả 5 trường hợp đều có địa chỉ cư trú tại phường 8. Thông tin dịch tễ cho biết các ca nhiễm tiếp xúc với F0. Huyện Bình Đại 18 ca, trong đó thị trấn Bình Đại 2 ca, xã Bình Thắng 6 ca, xã Bình Thới 6 ca, xã Định Trung 1 ca, xã Thới Thuận 1 ca, xã Thành Trị 2 ca. Trong số 18 ca mắc mới trong 12 giờ qua của huyện Bình Đại, có 13 ca tiếp xúc với F0, 5 ca phát hiện qua xét nghiệm tầm soát khu vực phong tỏa. Huyện Ba Tri 7 ca, trong đó xã Bảo Thuận 1 ca, xã An Bình Tây 3 ca, xã An Phú Trung 1 ca, xã An Ngãi Trung 2 ca. Ngoài 2 ca mắc của xã An Ngãi Trung là người về từ vùng dịch, xét nghiệm tầm soát dương tính. Các ca mắc mới còn lại của huyện Ba Tri do tiếp xúc với F0. Huyện Chợ Lách 7 ca, các trường hợp có địa chỉ cư trú tại xã Vĩnh Thành 3 ca, xã Hòa Nghĩa 1 ca, xã Xuân Định 1 ca, xã Long Thới 1 ca, xã Vĩnh Hòa 1 ca. Trong số 7 ca mắc mới được ghi nhận tại huyện Chợ Lách, có 2 ca là người về từ vùng dịch, xét nghiệm tầm soát dương tính. Một trường hợp là người nuôi bệnh ở bệnh viện Dã Chiến, một trường hợp tiếp xúc với F0, các trường hợp còn lại phát hiện qua tầm soát khu vực phong tỏa. Huyện Mỏ Cày Nam 6 ca, trong đó xã An Thạnh 5 ca. Thông tin dịch tễ cho biết các ca nhiễm ở xã An Thạnh có tiếp xúc với F0, thị trấn Mỏ Cày 1 ca. Đây là trường hợp có triệu chứng đi xét nghiệm phát hiện dương tính, đang điều tra dịch tễ. Tổng số ca mắc toàn tỉnh 2.536 ca, tổng số ca ra viện 2.074 ca, tổng số ca tử vong 52 ca. Kiểm soát dịch COVID-19 không chỉ là vai trò của chính quyền và hệ thống y tế mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng.